Xin chào, tôi là Nguyễn Linh Hải. Ở trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách để chúng ta có thể tạo một cái quảng cáo để chúng ta có thể nhắm đến những cái đối tượng mà chúng ta mong muốn cho cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Thì ở trong cái video này thì tôi sẽ thực hiện việc tạo lên một cái quảng cáo về một cái nhà trọ cho thuê để nhắm đến đối tượng là những người độc thân và những người mà có độ tuổi từ 19 đến 26 tuổi và nằm ở trong khu vực Hà Nội. Ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ chọn vào là tạo quảng cáo. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái mục tiêu cho chiến dịch của chúng ta. Ví dụ như ở đây là về nhận thức, đó là chúng ta có thể tạo thương hiệu cho cái sản phẩm, cái dịch vụ của chúng ta. Hay là cân nhắc, đó là chúng ta quảng cáo những cái bài viết nhắm đến những cái đối tượng nào đó và theo một cái mục tiêu, ví dụ như là lưu lượng truy cập này, tương tác bài viết, hay là số lượt xem video, hay là để có thể khách hàng người ta nhắn tin đến cho cái fanpage của chúng ta. Và cái mục tiêu đó là chuyển đổi, đó là cái mục tiêu về việc bán hàng, chuyển đổi sang một cái thực hiện thao tác trên website để có thể là ghé thăm một cái cửa hàng của chúng ta. Hay là mục tiêu đó là về doanh số. Thì trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn là cách để chúng ta có thể tạo một quảng cáo, ví dụ tương tác với một bài viết của chúng ta. Mục tiêu ở đây đó là thu hút thêm người tương tác với bài viết, thích trang hay là phản hồi những sự kiện, thì chúng ta chọn là tương tác. Sau đó thì chọn vào đây có 3 cái mục tiêu, đó là tương tác bài viết này, thích trang, phản hồi sự kiện, thì tôi sẽ chọn là tương tác bài viết và đặt tên cho chiến dịch. Ví dụ như đặt tên ở đây là HT2 tương tác, và chúng ta có thể đặt ngày cho nó để có thể phân biệt được với những cái chiến dịch khác. Sau đó chọn vào tiếp tục và đây đặt tên cho nhóm quảng cáo, ví dụ như đặt HT2. Nhóm quảng cáo tương tác ạ. Sau đó thì chọn vào là đối tượng mà chúng ta muốn nhắm đến. Thì ở đây chúng ta có thể sử dụng đối tượng đã lưu mà chúng ta tạo ở những cái bài quảng cáo trước, hoặc chúng ta chọn vào là tạo mới. Thì ở đây là đối tượng, đây này. Ở đây là số người tiếp cận tiềm năng, đây là 46 triệu người, tức là những cái người mà đang sử dụng Facebook rất là lớn. Và chúng ta cần phải nhắm vào cụ thể một cái đối tượng nào đó và cụ thể hơn. Thì ở đây chúng ta chọn vị trí địa lý này. Chúng ta có thể chọn là Hà Nội chẳng hạn. Thì cái lượng người ước tính đây là 10 triệu người. Số lượng này vẫn là quá lớn với cả cái việc quảng cáo của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải cụ thể hơn. Thì đây chúng ta có thể thực hiện việc đó là nhập cái địa chỉ này vào. Và hoặc một cái tính năng nữa đó là tính năng thả ghim. Chúng ta sẽ thả ghim bài viết này ở một cái vị trí quảng cáo mà đối tượng người ta nằm trong cái vị trí này. Ví dụ là bài quảng cáo cho thuê nhà của tôi, cái nhà đó nó ở phố Vọng, thì chúng ta cần phải thả ghim nó ở quanh cái khu vực đó. Ví dụ như phố Vọng nó ở phường Hai Bà Trưng, chúng ta sẽ thả ghim ở một cái vị trí, ví dụ như đây tôi sẽ chọn vào thả ghim. Và ví dụ như là tôi sẽ thả ghim ở đoạn này để có thể những cái người lân cận có thể nhìn thấy bài viết đó. Và cái bán kính ở đây tôi chọn là 5 km, có thể thấy những cái người nằm trong cái vòng tròn này sẽ hiển thị có thể nhìn thấy cái bài quảng cáo này. Và số lượng người tiếp cận tiềm năng là 2.3 triệu thì vẫn là quá là lớn và chúng ta cần phải cụ thể hơn nữa. Và tiếp nữa là chúng ta lựa chọn đó là độ tuổi mà đối tượng chúng ta nhắm đến. Ví dụ như ở đây tôi sẽ nhắm đến nó là từ 19 cho đến 26 tuổi. Đó là cái độ tuổi mà một thứ nhất là cái tỷ lệ mà chúng ta đo lường ở những cái bài quảng cáo trước đó. Và thứ hai đó là đối tượng này nó phù hợp, đó là những cái người mà đang nằm trong độ tuổi sinh viên và những cái người bắt đầu đi làm và có cuộc sống là độc thân. Và giới tính chúng ta có thể chọn là riêng nam hoặc nữ, hoặc có thể là chọn là tất cả. Và cái đối tượng đã được thu hẹp xuống còn 940.000. Và tiếp nữa ngôn ngữ thì chúng ta có thể bỏ qua, bởi vì ngôn ngữ ở đây là mặc định nó là tiếng Việt. Nhắm mục tiêu chi tiết hơn nữa thì ở đây mà tôi sẽ chọn vào là
cái quảng cáo mà bài cho thuê nhà sẽ nhắm đến đối tượng độc thân. Tình trạng quan hệ là độc thân. Thêm nữa nó là độc thân. Những người mà sở thích là người độc thân. Những cái tiêu chí này nó phải phù hợp với cái sản phẩm của chúng ta. Và số lượng tiếp cận đã giảm xuống còn 310.000 rồi. Và chúng ta có thể thu hẹp đối tượng này hơn nữa bằng cách là chọn và thu hẹp đối tượng. Đó là những cái người ví dụ sở thích là homestay. Homestay là mô hình ở chung. Đó, đối tượng thu hẹp xuống còn 81.000 người. Và có thể là thêm một cái nữa. Đó là ví dụ là những người vui vẻ. Đó, những người bạn vui vẻ sở thích. Thì đây là những người mà người ta là tình trạng quan hệ là độc thân hoặc là người sở thích là người độc thân và phù hợp, và người ta lại còn phải thích homestay và những người bạn vui vẻ, thì sẽ có thể nhìn thấy cái bài quảng cáo này. Và chúng ta có thể thu hẹp hơn nữa bằng cách là loại trừ ra những cái đối tượng không phù hợp, lựa chọn nào là đối tượng loại trừ, sau đó thì chọn đầy ví dụ như nào, học viện, ăn hàng, không chẳng hạn. Đó. Và đại học 43 đối tượng không phù hợp với cái sản phẩm của chúng ta, thì cái đối tượng này nó sẽ được thu nhỏ xuống. Đấy, thì số người tiếp cận tiềm năng 81.000 người. Đó, ví dụ như thế chúng ta có thể thêm những cái tiêu chí khác để phù hợp với sản phẩm của chúng ta. Đây, cái kết nối này thì chúng ta bỏ qua cái mục này, và sau đó thì chúng ta có thể chọn vào là lưu cái đối tượng này lại để có thể sử dụng cho những cái bài quảng cáo sau. Ví dụ tôi lưu đây là HT2 19 đến 26 khách hàng. Rồi. Sau đấy chọn và lưu lại. Tiếp nữa đó là vị trí quảng cáo. Thì chúng ta có thể chỉnh sửa cái vị trí quảng cáo này, hoặc là chọn là vị trí quảng cáo tự động. Thì vị trí quảng cáo đây nó là gồm có nguồn cấp này, bài viết tức thời, video trực tuyến, cột bên phải. Là những cái vị trí mà hiển thị ở trên cái Facebook khi chúng ta vào, và khách hàng vào người ta sẽ nhìn thấy ở những cái vị trí nào, hay là trên Instagram, Audience Network, hay là trong message. Đó, thì chúng ta có thể chọn đây là chọn chỉnh sửa vị trí, hoặc là ở đây tôi sẽ chọn là vị trí quảng cáo tự động. Và cái ngân sách ở đây là, ví dụ nhà tôi sẽ chọn là ngân sách là 1.000.000 chẳng hạn. Chúng ta đây có thể chọn là ngân sách hàng ngày, thì chúng ta sẽ đặt là ngân sách hàng ngày thì nó sẽ chạy dòng dã mỗi ngày với một cái số tiền nào đó chúng ta đặt. Thì ở đây theo cái kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ lựa chọn là ngân sách trọn đời, thì sau khi nó chạy hết cái ngân sách này thì quảng cáo sẽ dừng lại. Còn nếu như chọn là ngân sách hàng ngày thì bạn có thể không kiểm soát được mà quên nó đi thì nó sẽ chạy và ngốn tiền từ chi phí của chúng ta. Và ngày bắt đầu là chọn là mùng 1 tháng 1 năm 2018, và ngày kết thúc thì chúng ta là chọn ở đây là ví dụ là chạy liền trong vòng 10 ngày đó. Chạy đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2018, và thời gian chọn đây ví dụ là bắt đầu từ 18 từ 7 giờ 30 phút chẳng hạn. Rồi, giờ kết thúc đây. Thì đây nó sẽ báo là quảng cáo của bạn đã chạy đến ngày 10 tháng 1. Và cái tối ưu cho phân phối quảng cáo là chọn là tương tác bài viết hoặc số lần hiển thị hoặc số người tiếp cận khác nhau ngày. Đây tôi chọn là tương tác bài viết. Và đây là cái chiến lược giá thầu, thì chúng ta có thể là đặt là chi phí thấp nhất hoặc là đặt giới hạn giá thầu. Chúng ta có thể điền một cái đặt giá đây.
đây tôi sẽ để là chi phí thấp nhất. Và tiếp nữa đó là chúng ta có thể lên lịch chạy quảng cáo, đó là luôn chạy quảng cáo, tức là chạy 24/24, hoặc là chúng ta có thể chọn là chạy quảng cáo theo lịch trình. Ở đây sử dụng múi giờ của người xem, hoặc là sử dụng múi giờ của tài khoản quảng cáo là của mình. Ở đây sẽ chọn là sử dụng múi giờ của người xem. Nếu như trong trường hợp bạn chạy quảng cáo nhắm đến đối tượng ở vị trí địa lý ở nước ngoài chẳng hạn. Thì ở đây tôi sẽ lựa chọn là cái thời gian hiển thị quảng cáo là từ 7 giờ sáng cho đến 24 giờ hàng ngày. Còn đâu là từ 0 giờ đến 7 giờ thì thường người ta sẽ ngủ, thì đối với một số khi mà quảng cáo chúng ta hiển thị thì nó cũng sẽ không có tác dụng gì cả. Loại phân phối ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn là phân phối chuẩn. Phân phối tăng tốc thì khi mà chi tiêu ngân sách của bạn cao và muốn có cái kết quả đạt nhanh. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào làm tiếp tục. Tiếp nữa là đến cái phần quảng cáo, thì ở đây chúng ta sẽ đặt tên cho cái quảng cáo của chúng ta. Ví dụ tôi đặt là HP2 quảng cáo 1.1.18 rồi. Và chúng ta có thể chọn là tạo quảng cáo mới. Thì chúng ta sẽ lựa chọn đây là sử dụng hình ảnh này, video hoặc bản trình chiếu. Sau đó thì chúng ta tải hình ảnh lên và thêm cái phần văn bản cho nó. Nhưng mà cái phần này thì khi mà tạo quảng cáo như thế này thì sau khi kết thúc cái chiến dịch thì cái bài quảng cáo chúng ta sẽ không được lưu lại. Và chúng ta như vậy thì rất là lãng phí cái phần tương tác để có thể người dùng người ta xem về sau. Thì thông thường tôi sẽ sử dụng bài viết có sẵn ở trên fanpage của chúng ta, và chọn đến cái trang Facebook mà chúng ta quản lý. Ví dụ như ở đây tôi chọn là Happy Homestay, và sau đó thì chọn là phần nội dung, đó là lựa chọn cái bài viết. Ví dụ như ở đây tôi sẽ lựa chọn một cái bài viết Homestay ở tại Bạch Mai. Có rất nhiều bài viết để chúng ta loát đến thôi. Đây ví dụ như bài này chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ hiển thị lên người xem, người ta sẽ nhìn thấy dạng như thế này. Đây sẽ chọn. Sau đấy thì chọn bài viết rồi. Rồi, và chúng ta có thể lựa chọn ở đây, bấm vào cái nút này để chúng ta có thể thực hiện gửi thông báo cho Facebook, để chúng ta có thể xem trước cái bài quảng cáo chúng ta thì sẽ có một cái thông báo gửi đến trên Facebook của chúng ta, trên cái điện thoại của chúng ta. Thông báo sẽ được gửi đến tài khoản Facebook. Vui lòng mở Facebook trên điện thoại để xem trước quảng cáo. Đó, thì sẽ nhìn thấy hiển thị như thế này. Sau khi hoàn tất thì chúng ta chọn vào xác nhận để có thể thực hiện việc đặt cái quảng cáo này, xác nhận để có thể chạy cái quảng cáo này. Và như vậy là chúng ta đã thực hiện việc đặt quảng cáo xong và mục của bạn đã được xác nhận. Sau đấy thì chọn tiếp tục. Rồi như vậy thì chúng ta chờ một vài phút để có thể Facebook xem xét và đồng ý cho việc chạy cái quảng cáo này. Để chúng ta có thể quay ra mục chiến dịch này, có thể thấy này, cái bài chiến dịch của chúng ta này đang chờ xem xét. Và trong đó là cái nhóm quảng cáo ngân sách là 1 triệu, đặt 1 triệu và chạy đến ngày 10 tháng 1. Bấm vào nhóm quảng cáo thì sẽ thấy được bài viết đó. Rất là nhanh chóng, chỉ mất một vài phút thì chúng ta có thể tạo một cái quảng cáo. Chúc bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video chia sẻ tiếp theo của tôi.